Dạ, đời sống giả xin kính chào quý cô chú, anh chị, cô bạn. Hôm nay mình cùng với anh râu quá đi cả. Hôm nay mình đi ra ngoài sông gần Võ Đông á. Mình xin đi theo anh râu. Anh râu hiện tại giờ đang cào nè, đúng nước cào à. Thôi giờ mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình đi cào cùng với anh râu nha các bạn. Trên cây số anh kéo đường dài á, phải trên cây số á, nó đi đây 2-3 cây số. Đi có đem cơm theo ăn không, hay là về gà mấy cơm rồi. Vậy khi nào về? Đi hồi cũng có đồ chút tỉnh mới về. Có khi không có cũng về luôn. Tại thấy đi rồi mất công đem theo rồi. Về nhà mang cháu không? Đây, đây cũng nghe rồi. Cái này có vô cây. Có cá kéo lên gì là cá, cái ngốc rồi. Nếu có cá kéo lên thấy trắng trắng rồi thấy thiệt. Còn có tôm rồi uống. Có tôm rồi uống, sạch 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 sạch. Như vậy mình không thấy không có. Đây đúng là cá rồi, tại chứ. Có bét luôn. Qua móc cái gì mình ghé lắm. Đi hôm nay nó cực quà, hôm nay không có cá nữa. Rẻ cái dầu mắc nữa nhé. Con cá vô thả. Cá hô á? Ồ, vô thả rồi. Có thì vô con cỡ 2 kg thả. Không có mắc, lớn quá. Sao anh? Cá đâu nguy hiểm. Dạ. Ôi, giờ. Hôm nay thì dễ lựa hơn. Lý mấy con tôm cỡ này có giá không? Cái đó là 250 kg á. Không mưa đồ đi, không mưa đồ đi, giờ thế ớt. Có ổng kéo ra, bệnh tóc hành. Đồ ngon. Đây không có rồi. Đúng rồi, bán được 200 kg cũng lẻ. Đông ra lúc này không có cá, có giá lắm. Thấy cái chặt vừa bên có cái chặt vừa. Cái chặt vừa là cái chặt vừa. Cái chặt vừa. Cái chặt này em thèm bông sô đỏ. Wow, chua. Cái mẻ nha. Đúng rồi, nó còn chua, nó mẻ mới ngon. Cái chặt này ngon, nó có lỗ lỗ rồi. Có giá. Đúng rồi, nó lỗ rồi. Trời ơi, hồi trước hả, cá chặt hả, đi cái hứng này nó tỉa cái đầu ra lừng. Nay đâu 2-3 năm
năm rồi, nó tiêu cả trận. Nước đường cá chẻ ra cái mỏ y như đẻn à. Mỏ nhọn là chẻ lưới. Đúng rồi, chẻ lỗ lưới á. Quá trời. Ồ, cái này cá chạch em thấy nhiều à. Chưa ra mà thấy nhắc chơi rồi. Trước mà đi đồ có gì dễ gì đi. Để vô cũng yêu mà ăn thôi. Kéo lên mà cá ký còn chê á. Không đi á. Nước nhiều quá thì cũng khả bá không hết. Sống có đợi rồi tới giờ luôn. Đó, bên vợ có làm ruộng. Ruộng nghỉ hết rồi không ai làm. Sống y như dân thành phố mà. Dân quê sống y như dân thành phố. Phải mì ăn liền không à. Đi đi. Nay em bỏ cuộc cái gì? Có lợi là ngay. Sạch sẽ. Không đi này không chất lượng. Hôm nay không có con cá lăng. Cá lăng là khác. Đi cái này nè, cái này thường đi cá lăng chứ lắm mà nay đi không có luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng là đầu rồi, mắt cái gì. Ít mà đồ ngon không? Đó, không? Đó, ít mà đồ ngon không? Ừ. Con cá chạch. Vậy là tại lắm rồi đó. Còn hai con cá chạch ở trong đó. Vậy là chưa không có rồi đó. Thank you.
cái con sóc cái cây sao mà không thấy cái ghe chạy lại luôn hả? Hả? Để cái sóc cây không thấy ghe dội lên. Có ghe lại đó. Ghe cho nó nhả luôn bình đó. Dạ. Có cá nào bự bự nhô nhô lên không? Chưa, không thấy. Tính lòng trong á. Dạ. Đó là 4x4. Với cái này chịu có hơn lắm nhiều. Đi cái chuyến này hơi bị xa. Cái này có hơn lắm nhiều. Là mấy cây số. Là có đắt. Bình không có đi nữa. 4 cây có mà. Hả? Đi từ chỉnh xuống đây 4 cây có. Không, cây mấy này à? Sao thế? Thấy dài thì thâm thẩm chưa trôi này. Có cái lăng. Ồ. Cái lăng. Có thể thấy con bộ cỏ đỏ chưa được dài. Cái chết nhóc á. Thấy mất cỏ. Nó ăn bự thì tiền nó lớn chứ. Nói chung ra này là nó bây giờ là có ra ra giờ là mừng rồi đó. Chỉ có gần Tết là con nó bự thôi. Đúng rồi, gần Tết chứ ra Tết á. Dạ, hôm qua thôi có con cũng còn kẹt hết. Nói rồi.
giờ bánh bao lâu mới tới? Dạ, đi dữ vậy? Rồi bữa nay giờ bánh tối mẹ nó dạ, đâu có về đâu. Đúng rồi, rồi nha. Đi làm thì có gì đâu khỏe, gì cũng có cái giá hết luôn. Để đứng thật tới là nằm về trong kia không biết chứ em nghĩ nó nằm vậy đó hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá cái lớn này đi chịch đâu có rồi nó ngã nữa không có thì nó đứng lên nó mới có tới vụ của chị đi chịch cái là không có hướng nhà nó đi vô đúng đúng dây đúng dây thì tâm nó có chính xác mấy người nói ông sao kỳ kỳ hiện đi mới biết chứ gì chứ biết tại sao ba làm có mình lão có vậy đó bậy sao có không phải con người có một mỗi người làm nó khác nhiều đúng rồi thì nó khác nhiều mình chung công việc mà mỗi người có cái thiếu khác nhau ở ngoài đúng ngoài rồi người ta bảo mỗi kinh nghiệm mà chưa nói đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó rồi đậu đã đổ cá sao em bị em về để cho nó ấy ăn cạo à dạ dạ à, cạo cá cảo à bởi vì về ví dụ em cũng mớp qua ngày con cá nó chín rồi như vậy nó mau về mớp gì là sáng nó cạo mà con cá nó từ vậy dạ nó ngon rồi ra thành hết có rồi sớm à bắt mấy con nấu mì ăn dạ nấu con bự nấu mì ăn hả à. Cái hồi hồi đó thì nó bỏ đi bắt tết vô dạ thôi giờ trưa rồi anh em mình dừng lại nấu mì ăn cả nhà ơi cũng đói quá anh em mình ăn mì gói dạ thôi giờ anh em mình nấu mì nha cả nhà hỏi vô cái bắt đầu mình lấy nha từ từ có chi dùng chi luôn lấy củ sâu vậy ha bỏ vô cái nó lên màu này con gái rồi không được bự nữa dạ. Lúc dài kiếm bự cũng hơi hiếm á đúng rồi thấy không có luôn á dạ hồi lúc tết thì đi bự chứ mà lúc ra không thấy con mà ông anh hai cũng đỡ nhớ con muốn bằng người ta luôn nhìn phục càng cái đúng rồi heo luôn hôm qua đựng con cũng khoảng 150 gram yeah. Con nhỏ ăn anh kêu để cái đó rồi nhé ăn là ăn bự anh kêu anh gì nướng mới ngon mà bữa phiêu quá không nướng đem lên không biết không mình gì cũng được không mấy thí dụ mà muốn ấy phải không đừng có bỏ nước hay là chút xíu cũng được nữa đậy nắp lại cái sóc lắp thật quài luôn hơi nó tôm tự nó cút vô luôn không có ra miếng nước là quen rồi sao thấy anh cũng quen hồi sáng giờ chưa ăn uống gì thấy cũng quen bình thường là biết quen hay sao á ừ có lúc nó cào lắm với ủi luôn thì nó sạch lắm rồi đợt này sao thấy dơ bị gì đồ nó không có là nó dơ nó vậy đó cày vậy đó đồ nó có cái nó trơn à lần đầu tiên em ăn mì tôm chất lượng như vậy nè gì đầu tiên thế quá trời tôm luôn dạ mời cả nhà ăn mì tôm cùng mình nha em em mình nay ăn cái nhỏ vườn vậy là giấc tối anh đâu có làm hết không không anh ít làm tối giờ là làm chiến hai chiến đó là nghỉ
Thôi chắc anh chạy tại dưới chắc vậy luôn á. Dạ. Để chiều rồi. Dạ. Anh chạy dưới cũng 3 giờ là mấy á. Có bán không? Bán gần đó không anh? Gần á. Ngay nhà, ngang nhà. Nhà đi qua mấy chục mét. Trước thì anh hay cực cái làm về bán, mình bán lưu bu. Rồi hôm giờ có nghe em để nó bán. Dạ. Có nó khỏe. Ủa từ cái ghe đậu mà đi lên nhà anh xa không? Em mấy thuốc. Vậy ai giữ ghe? Bạn anh đậu ngoài nhà bạn anh á. Ngoài tiệm đó. Tiệm hàng á. Nhà nó cũng bên sông mép dưới. Dạ. Tiệm thì nằm mép trên. Nó cũng về nhà đóng tiệm đó. Mà ở ngoài đó nói chung ra đây ai cũng biết anh luôn. Quen rồi. Ừ. Dạ giờ ăn xong rồi anh em mình đi ra đánh tiếp cả nhà ơi. Thôi khởi hành thôi. Ra xong.